VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Và ngày hôm nay thì Nghĩa sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện của chính mình. Cách đây vài ngày thì mình may mắn có được một ngày off sau những ngày tháng la lết trên phim trường. Và chính vì vậy mình đã quyết định là sẽ tận hưởng ngày này khi đến với quán cà phê ruột của mình. Và rất là bất ngờ, tại vì khi đến quán thì mình cảm thấy là cái chất lượng âm thanh từ những bài nhạc phát ra của quán rất là khác biệt so với trước đây. Và mình có một câu hỏi là tại sao lại có một sự thay đổi lớn như vậy. Và mình quyết định hỏi ông chủ. Ông chủ bật mí là vừa mới thay loa. Và loa mới vừa được thay không phải đâu xa lạ, chính là hai dòng loa đình đám hiện nay, JBL và BMB. Chính vì vậy thì Nghĩa đã về và quyết định làm một cái video đặt lên bàn cân so sánh giữa hai dòng loa JBL và BMB để các bạn có thể hiểu rõ hơn và biết được vì sao hai dòng loa này lại được nhiều người ưa chuộng đến như vậy. Loa JBL xuất xứ từ Mỹ, một đất nước có nền văn hóa đa dạng nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi sản phẩm của họ mang thiên hướng sôi động, cuồng nhiệt. Chính vì thế, JBL thường được dùng ở vũ trường, bar, beer club, nhưng không phải vì thế mà nó không được dùng trong dàn karaoke gia đình và kinh doanh. JBL phù hợp với phòng từ 30m² trở lên. BMB đến từ Nhật Bản, chơi tốt các dòng nhạc nhẹ nhàng, nhạc vàng, nhạc trữ tình da diết sẽ cho chất lượng âm thanh ngọt và vô cùng quyến rũ. Đồng thời, nó cũng chơi được khá tốt các dòng nhạc sôi động rất phù hợp với đại đa số người Việt. Dòng loa JBL được thiết kế chịu được lực tốt, với màn loa được thiết kế bằng chất liệu vải lụa cho âm thanh ở tần số cao nhưng vẫn rất êm tai khi nghe. Âm thanh trong dàn karaoke gia đình phát ra không bị chóe và mệt khi nghe. Đặc biệt, JBL lại không hề kén chọn thiết bị âm ly khi phối ghép. Giá thành của loa có giá dao động từ 10 đến 20 triệu đồng, cho bạn lựa chọn dòng loa phù hợp với khả năng tài chính của mình. Đa phần, những chiếc loa karaoke BMB đều được thiết kế với dáng vẻ khỏe khoắn nhưng không kém phần tinh tế. Khác với dòng loa JBL, loa BMB được thiết kế công tắc trượt phía sau mỗi loa giúp bạn chọn âm lượng phù hợp. Công tắc được đặt mặt sau mỗi loa. Loa BMB thích hợp dùng cho dàn karaoke gia đình hay các phòng hát karaoke kinh doanh có diện tích từ 20 đến 50m². Đây cũng là dòng loa dễ dàng trong việc phối ghép với các thiết bị âm ly khác nhau cho dàn karaoke gia đình với chất lượng âm thanh hay nhất. Chúng ta đã vừa điểm qua nguồn gốc xuất xứ cũng như là điểm nổi bật của hai dòng loa JBL và BMB. Và hai dòng loa này hiện nay trên thị trường được rất nhiều các tín đồ chơi nhạc yêu mến. Nhưng cũng chính vì điều đó, vô hình chung đã tạo nên một sức hút quá lớn. Và trên thị trường thì có rất nhiều dòng loa JBL và BMB làm giả kém chất lượng. Chính vì vậy thì nếu như các bạn muốn lựa chọn cho mình dòng loa karaoke chính hãng thì các bạn hãy đến những showroom bán lẻ uy tín trên thị trường. Và VDA hứa hẹn sẽ là nơi các bạn có thể trao trọn niềm tin. Các bạn hãy nhấc máy điện thoại và gọi về cho chúng tôi theo số hotline quen thuộc 0902 799 186 để được tư vấn nhanh nhất về sản phẩm các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.